min hivong an thân thoát nếu không các bạn phải đọc phụ đề Salut, hôm nay như các bạn có thể thấy hôm nay đã thay đổi đó là bởi vì mình sẽ giới thiệu vườn của bố mẹ mình có lẽ các bạn biết đó pháp có các mùa xuân hè thu và đông nghĩa là khí hậu sẽ thay đổi bây giờ là hai YouTube và nhìn tôi là 17 độ C của tháng trước nghĩa là vẫn mùa xuân mùa hè sẽ bắt đầu trong 2 tháng của tháng 6 mình sẽ làm video khác vào mùa hè cho nên các bạn có thể thấy sự khác biệt chào mừng các bạn đến Greenhouse nhà Kinh persil coriandre tomate radis salade de chou poivron các bạn không thể thấy nó nhưng có rất nhiều những con ong xung quanh mình và một ít giờ. Mình hy vọng các bạn thích video nhỏ này. Don't forget to subscribe, like, share, comment và theo dõi Instagram của mình. Meanwhile, giữ gìn sức khỏe. Mình là François. À plus. Voilà. Répète. Tout? Oui. Non, mais tu es pas bien, toi.